Ngày 22 tháng 1, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự thành phố Châu Đốc đã có buổi làm việc với đoàn công tác Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang về việc chốt danh sách công dân nam đủ điều kiện thực hiện nghĩa vụ quân sự giao Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh năm 2024. Theo đó, năm 2024, công dân nam đủ điều kiện thực hiện nghĩa vụ quân sự giao Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh của thành phố Châu Đốc theo chỉ tiêu là 40 công dân. Tại buổi làm việc đã tiến hành kiểm tra xem xét các tiêu chuẩn về tuổi đời, chính trị, đạo đức, sức khỏe, trình độ văn hóa và nghiên cứu hồ sơ của từng công dân để chốt danh sách các công dân đủ điều kiện thực hiện nghĩa vụ quân sự giao Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh năm 2024.